Trên chiều dài 5,1 km toàn tuyến, các nhà thầu hiện đã hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường 5 km. Các hạng mục điện chiếu sáng, cây xanh, sơn kẻ đường, biển báo giao thông cũng đang được gấp rút thi công. Nhà thầu đã tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực và con người vào về công trình để thực hiện tất cả các hạng mục để đảm bảo là thi công hoàn chỉnh trước ngày 25/4 này để đưa vào công trình, đưa vào sử dụng. Với chiều rộng mặt đường 54,5 m, gồm 8 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ cùng hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng thông minh, sau khi hoàn thành, dự án mở rộng quốc lộ 18 từ nút giao cao tốc Hạ Long Vân Đồn đến đường Hoàng Quốc Việt sẽ là tuyến đường rộng và đẹp nhất Quảng Ninh. Chủ đầu tư dự án đang đôn đốc các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện những phần việc còn lại. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, chúng tôi yêu cầu nhà thầu là luôn luôn tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như là đảm bảo an toàn giao thông, và đảm bảo là dọn dẹp sạch sẽ để chào đón dịp nghỉ lễ 34 và ngày 1 tháng 5 sắp tới. Việc hoàn thành dự án mở rộng quốc lộ 18 từ nút giao đường cao tốc Hạ Long Vân Đồn đến đường Hoàng Quốc Việt sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh cũng như nâng tầm diện mạo đô thị, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách khi đến với Hạ Long chào đón năm du lịch quốc gia và mùa du lịch hè 2018.